Chúng tôi đã đến điểm nghỉ của tối hôm nay và bây giờ là 2:30 chiều. Đông quá, chúng ta đã đến được điểm. Đông quá. Anh Môn đang ở dưới suối và anh ấy đang làm cá. Đây là con cá cam mua người ta chuyển từ dưới Đà Nẵng lên trên chuyến xe sáng nay và mang vô rừng để nấu ăn. Mọi người đang chuẩn bị bữa tối và anh Môn đang chế biến món cá. Cá này mình định làm món gì anh Môn? Thò bên mới mang. Thò mang, dạ. Bên kia thì bạn bạn Vinh đang rửa măng. Hôm nay chúng ta đi và không tìm thấy nhiều rau nên là chắc có lẽ hôm nay măng sẽ là món chủ lực. Anh Vương và anh Môn đang chế biến phần thịt. Đây là cái phần thịt mà chúng tôi sẽ đi 7 ngày trong rừng. Cái bếp lửa này là do mấy anh bắt cá, đang ngư dân đang bắt cá ở đây và mấy anh để lại, chúng tôi lên tiếp quản thôi. Cũng có thể tối nay các anh lên đây nhậu cùng. Không biết là mấy anh dân bản thì bắt được nhiều cá hay không nữa. Các bạn có thể thấy đoạn sông rất đẹp, nhưng phía dưới lòng sông thì rất nhiều đá. Một bếp luộc măng và một bếp luộc thịt. Các bạn có thể thấy cái khung cảnh của nơi chúng tôi ở tối nay. Và phía dưới kia là nơi chúng tôi sẽ cắm trại tối nay. Có rất nhiều củi nằm dọc theo bờ suối. Rất nhiều cây khô bị mưa bão cuốn xuống phía cuối dòng. Đây là nguồn củi cho chúng tôi sử dụng. Có những cái củi nấu ăn rất là ngon. Mùi làm cho mùi thức ăn không bị hôi à. Chúng ta có thể thấy cây củi rất chắc. Rất nhiều cây gỗ cũng bị cuốn trôi chạy dòng ở đây. Kia là phía bếp lửa của chúng tôi. Đoạn suối này là nước tung bọt trắng xóa và tí xíu nữa chúng ta sẽ bơi ở đó. Bây giờ chúng tôi sẽ phụ nhau lấy củi. Củi trẻ nhỏ thì rất dễ nấu và dễ có than nhanh để nấu nướng trong lúc bụng kêu đói ồ ồ. Anh thấy đó là một cái tô mì tôm rồi. Thì bạn Vinh đang giã tỏi ớt gia vị. Các bạn có thể thấy được cái phương pháp giã tỏi ớt ở trong rừng không ạ? Đây là nồi cá cam ướp rất là nhiều gia vị và đặc biệt là ớt, ớt bột đỏ chói rất ngon. Chút gia vị vô dầu, vô cá ăn cho nó ngon.
Đây chúng ta có thể thấy được một bụi lá chè rừng. Tí xíu nữa nấu một ấm nước chè uống. Đây là chè rừng hen. Chè mà không biết là phải chè không, phải chè rừng đâu mà họ dân nó gọi lá gì đâu. Cái bát nồi nó khúc luôn con cái. Chè ăn chứ gì. Các bạn có thể thấy đây là lá ngũ gia bì. Còn đây là cái lá me chân vịt có vị chua. Hôm nay mình có gia vị nấu rất là tự nhiên từ rừng. Đặc biệt rất là thơm anh. Đang bắt ấm nước trà. À cái lá đó là sắc uống để tránh cho bụng luôn. Đây trò mô cũng ngủ được. Rừng tươi sau khi chúng ta luộc cho nó bớt đắng thì luộc xong cho nước lọc vào và vắt nó ráo. Sau tí nữa là chúng ta kho cá, cá mà nó vừa chín vừa vừa là mình sẽ cho vô nồi luôn và kho với chung với cá. Chúng ta đến với khu bếp. Bây giờ em Vinh đang cho măng vô. Rất là ngon các bạn. Hơi đầy em. Bên kia bờ suối thì anh Vương đang hái một số lá rừng để bổ sung thêm chất xơ ngoài cái măng rừng. Anh đây là lá gì anh? Đây là lá chân chim. Lá chân chim hả? Đây là lá chua. Lá chua. Ui thơm quá. Anh lặt mà đang bay mùi. Như cái lá này mình ăn luôn cuốn được đúng không anh? Mở dài thôi, cũng mùi dài bỏ. Dạ, vậy anh để đi lắc cá cái để cuốn. Xét là cuốn bữa bánh tán. À. Hấp dẫn quá. Cuốn dài đây này nè. Dạ. Rừng có trứng rau rừng này ăn tốt nha, không có thuốc. Dạ. Rau rừng thì quá tuyệt vời đây. Không có thuốc hả? Rất thơm. Chua, lá chân chim này. Lá chua, lá chân chim. Chứ nó cả bữa bắp chu là ta sống. Dạ. Còn lá này là lá ngũ vị hả? Đúng rồi. Cái lá anh đang cầm á. Chân chim này. À, cũng là chân chim luôn. Lá giòn lắm nâu nghe. À. Mình lửa lên nồi mình ăn nó giòn rất thơm. Dạ. Còn ăn lá chua này là ăn giải nhiệt. Đi rừng gì mày là ăn giải nhiệt. Ngon ha. Chắc là lá này mình xắt nhỏ ra để lát nữa mình cuốn bánh tráng. Ăn với thịt luộc. Hấp dẫn quá. Miệng em đang ẩn ực nước miếng rồi. Chấp. Tôi đang chuẩn bị bố trí chỗ này một cái bếp nữa để nấu cơm. Và anh Môn thì đang mồi lửa từ cái bếp ở đây. Các bạn biết không, cái bếp ở đây là do những người dân đi bắt ốc, bắt cá. Họ còn ở gần đây họ để lại. Và chúng tôi lên đây tiếp quản luôn chứ không phải cần mồi lửa nữa. Bây giờ chúng ta sẽ bố trí một cái bếp ở đây. Bảy ngày trong rừng, số thịt mà chúng tôi mang theo là một chiếc đùi thịt rất to, đùi heo. Đây là số thịt mà chúng tôi sẽ ướp muối để mà những ngày sau vô rừng, bao giờ ăn đến thì làm. Vinh và anh Vương đang ra thịt để ướp muối được thấm hơn. Chứ để mà một cái tảng thịt bự như vậy thì rửa nó không được sạch và ướp nó không được thấm muối. Hay cũng có thể là nếu chúng ta quá trình chúng ta ướp mà miếng quá to thì cái phần ở ngoài thì nó mặn quá mà phần ở trong thì chưa thấm được tới phần muối, nó sẽ làm hư thịt.
Vinh đang đút muối phần thịt cho những ngày tiếp theo của chúng tôi. Thắng đang vót đôi đũa cho mình vì thiếu đũa. Và bây giờ cái bữa ăn của chúng tôi cũng đã hoàn thiện. Rau rừng, có mắm nè, có măng nấu cá nè, có cải chua, thịt luộc rất rất ngon. Trưa giờ thì chúng ta chưa ăn gì. Bây giờ đây là cái bữa ăn chiều, cũng là bữa ăn tối. Và đây cũng là cái đầu cá đó nè, đầu cá cam nè, cá cam luộc, uống rượu. Uống vô xí kìa mới uống xí đi anh, rồi xuống dưới kia ngồi rồi tiếp ha. Bữa 8 giờ chích uống rồi mình tráng nhúng chấm thịt luộc. Sao cái này để đâu đây? Bữa là đây là có ấp lo của ông ôn chân cam nó rõ à. Bình tráng cuốn rau rừng nè, thịt heo chấm với mắm nêm, quá tuyệt vời. Sau khi chúng tôi ăn xong thì trời đang chuyển mưa. Mưa đang bay lất phất. Và chúng tôi vẫn chưa lựa chọn được cho mình cái vị trí tối nay cắm trại đành láng, vì rất là ngại những đoạn suối như thế này, nước sẽ dâng cao, rất nguy hiểm. Bây giờ mình sẽ cột bóng bên bờ suối, và cái đây là cái gốc cây mình chọn, một gốc cây lâu năm. Đi nông thần cây cho con ngủ ở đây tối nay. Cái bổng mình rất là dài nên là thoải mái trong việc cột. Thật ra thì cái đoạn này nó không được dài để làm thẳng lưng, nhưng mà mình hy vọng là nó sẽ là nơi tá túc của mình tối hôm nay được an toàn. Được bạn ạ, mình thấy anh Thắng đang làm một cái tổ lá để tối có thể nằm ấm cúng bên bờ suối. Nếu mà trời không mưa và nước suối không dâng thì chỗ này sẽ là một thiên đường. Anh đi rừng nhiều những cái sợ lạnh không anh? Mình có áo ấm, quần ngủ, túi ngủ đầy đủ hết rồi. Dạ, không sợ gì đúng không? Hồi giờ anh đi cả năm nào anh rét mà ở rừng này mà lạnh tới mức anh ngủ không được không? Rét đôi lúc là với mùa lắm, nhất là tháng 12 á. Tháng 12 là lạnh. Và khi anh em đã ngủ là ban ngày cho anh em ở lán trại, đi người thì đi rừng, còn người mà ở trại là đi tìm củi về đốt cả đêm. Vâng. Dạ. Cái tổ của anh Thắng. Đây là cái lán đêm nay của các anh. Cái lán này anh Vương làm đợt trước đi phải không anh? Cũng có tội, cái này 2 năm rồi mà. 2 năm rồi. Lóc nữa thế, lóc nữa, không có được gì đó, thế thôi.
con chim này là rộng vậy á, rộng rồi đó. Trễ lạc và cột những thanh lại. Tối lạnh em chung với đây ngủ, mà do cái vòng em nó mỏng quá, em không lót xuống đất được. Chẳng lót ai bỏ xuống đất. Dạ. Nếu đêm ngủ cũng được thì chặt lá cây. Các bạn có thể thấy cái bờ suối phía trước. Đây là một đoạn sông. Và nước rất trong và phẳng lặng. Phía trên này thì là một đoạn nước chảy. Như các bạn đang thấy thì cái võng của mình và cái lán nhỏ của mình đã hoàn thiện rồi. Chỉ có việc tắm rửa sạch sẽ và phi lên ngủ thôi. Bây giờ thì trời mù hơn, nhiều mây. Phía đằng kia thì có sương nhẹ. Các anh cũng đã đi nghỉ. Rồi bây giờ mình đi xuống tắm. Bây giờ phía trời đằng đông đang xuất hiện cầu vồng. Có lẽ phía đó vừa mưa xong. Và chúng tôi nhận thấy là bầu trời đã chuyển nhiều mây. Trời đã u ám hơn. Trên đi không mưa, sợ mưa là mưa to. Bây giờ là 7:30 tối và anh em chúng tôi đang đói bụng, lên trên này nhóm lửa nấu ăn. Trời đang mưa lâm râm, củi khô hồi chiều trễ còn nhiều nên là bây giờ nhóm lửa cũng dễ dàng. Anh Thắng đang hâm cơm, mời các anh lên ăn cơm rồi xuống ngủ. Tầm 3 giờ sáng thì mình đang nằm ngủ say, rất là say, thì mình tự nhiên giật mình thì mình nghe tiếng rắc 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 từ cành cây. Hôm nay chúng tôi sẽ bắt đầu một cái ghềnh. Tôi vẫn tiếp tục hành trình của mình, càng lúc càng đi lên cao hơn. Bị chỗ nào đầu hả? Chắc nào sẽ này luôn. Thấy chóng không? Đầu. Đầu không? Anh rút cái nọc đó chưa? Tôi đang sử dụng ghi hình bằng chiếc Samsung Galaxy S8 Plus nên là cũng yên tâm cho những thiết bị mình cầm theo được chống nước tốt.